Tuyệt đối không được kêu gọi follow, cày view, không được kêu gọi bạn bè, anh em họ hàng kéo tương tác trên kênh của mình. Đây là một sai lầm tai hại của rất nhiều người mới xây kênh. Mọi người nghĩ rằng phải kéo bạn bè, họ hàng, người thân vào xem video, follow kênh của mình để được đề xuất. Nhưng đây lại là sự sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Có thể video đó vẫn được lên đề xuất, nhưng những video sau thì chưa chắc. Bởi vì nội dung của mình nó không phù hợp với nhu cầu của bạn bè, của người thân. Và họ vào xem, vào đăng ký kênh của mình ấy, bởi vì cái sự nể nang mình thôi. Về nguyên tắc thì các nền tảng phân phối video đến người xem dựa trên hành vi và sở thích của khán giả. Cho nên khi phân phối đến khán giả mà tỷ lệ xem ít thì nền tảng sẽ đánh giá đó là video của mình không có ích với tệp khán giả đó. Và những video sau ấy, nền tảng sẽ phân phối mà tỷ lệ vào xem video nó ít thì nền tảng sẽ cho rằng nội dung của bạn không hay, không phù hợp với đối tượng và không có ý nghĩa với tệp khán giả đó, cho nên nó không phân phối. Mặt khác, AI của TikTok cũng như tất cả các nền tảng khác và sẽ phân phối tệp khách hàng tương tự với cái tệp bạn bè, người thân của bạn. Và họ sẽ không có nhu cầu, cho nên sẽ không có chuyển đổi bán hàng, mua hàng ở kênh của các bạn. Nên khi mới xây kênh, các bạn cần lưu ý đó là video của các bạn có thể có 100 view, 200 view cũng được. Cứ kiên trì làm và hãy đăng theo cái công thức 3D cộng N của Ninh và không kêu gọi mọi người vào follow kênh, vào cày view cho video của mình nữa. Nó sẽ khiến cho kênh của bạn xây mãi mà không phát triển được. Do vậy, hãy tập trung vào những video giải quyết vấn đề cho khách hàng để họ ở lại kênh của mình lâu hơn. Và nếu bạn đang gặp vấn đề về xây dựng đa kênh trên các nền tảng thì hãy để lại comment, Ninh sẽ hỗ trợ bạn hoàn toàn miễn phí.